Bấm nãy giờ tắt queo. Anh em cũng mới về lau mộ xong. Anh áo vàng anh cúng hoành tráng cho cậu buổi sáng nè. Đi ra dài rồi mất công rồi tải lâu lắm. Bún xào hả? Wow. Bún xào ngon thế. Đây là cái đặc trưng mà không thể ai cũng có được. Chỉ có áo vàng có thôi không? Chỉ có áo vàng có thôi. Đấy, giờ chạy đi. Đúng rồi, quay cái này chưa? Đó là tao quay người đúng, chị quay lại thấy cái mặt. Ủa anh vàng ơi, cái mâm cúng này của ai vậy? Quên lại sửa. Mâm cúng này của ai vậy? Mâm cúng này là của cậu hai ở bên Mỹ ha. Gửi sao vàng cúng. Là 25 tay. Trai hay mặn hả? Trai mặn. Trai. Khán giả gửi cúng chay phải cúng chay chứ mình đâu làm sai ý ta được. Chị hai kìa. Kêu anh luôn kìa. Cô cậu hai. Cậu hai ở bên Mỹ ha. Ok, cô cậu hai bên Mỹ. Mình chán luôn nha. Ôi. Cậu ơi, tự nhiên cái vô cũng chỉ biết hỏi thôi à. Chứ giờ sao? Chứ sao vậy? Tôi cũng mới đem vô, ông cũng mới đem vô, tôi hỏi ông chứ hỏi sao vô giờ chỉ muốn biết hỏi thôi. Ông là sao? Muốn khịa tôi nữa nè. Sáng sáng không khịa rồi. Nọ má ông quýnh ông lắm. Gặp nhau là vui lắm. Gặp nhau là gì đó. Còn anh em thân thiết ta mới vậy chứ. Ông có bọng là học mà giống cái bình vậy. Thiệt mà anh em thân ta mới vậy chứ, nếu mà không thân ai đâu dám nói chơi vậy. Ừ. Thì chơi vui mà. Thì đó thân mới vậy. Bởi vì nó nhớ rõ ràng hỏi ông mua có u bông mà không mà giờ ông quýnh cái bệnh định lên có cậu hai à, mà gia đình 12 người đúng rồi 12 người bên Mỹ đúng rồi đúng rồi nghe nói làm sao rồi cũng có gửi đọc cho anh em ơi. Cho bà cụ là nói hướng rồi cũng à hoa cẩm chướng hả chồng? Hoa cẩm chướng. Rồi nè, ủa sao nay không còn nữa? Hoa cẩm chướng. Tại vì thay ca thương tiền đi đi du lịch mà. Đổi chứng thực. Để họ cho bà bên dương. Cái này có bán quyền không vậy? Có tháng này bán quyền giùm cái đi chạy. Hôm qua một giờ không đi, giờ muốn ăn được cái nón. Hôm nay ta quan họ đấy mọi người bên nhau ta mừng.
bữa đi quay chùa cây mít đang lên dính bản quyền, hôm qua đi chùa cho thấy không dám quay. Tôi bởi và nói tôi không dám quay luôn. Ngay cho tôi là cho thấy chắc 3-4 cây số ra chợ Quân Trang cái quẹo xuống mới tới. Nhưng mà bây giờ tôi thả đen mình không biết được đi rồi luôn. Đi đường Mỹ Phước Tân Vạn nè, chạy thẳng xuống dưới cái ngã tư, cái nó có để núi đi đường Châu Thới thì Bình Xuân, Thủ Đức rồi đó. Một mâm bún xào, bông, mâm trái cây. Gia đình mình hai người. Ủa Minh ơi. Có bún xào, bún sữa, xì tin, chấu bông á. Vì mình là nho, rất ngon. Rồi, anh Minh ơi, anh áo vàng nói sao không cắt cái nhỏ nhỏ hết, chừa cái cùi thôi. Má nói sao nhỏ, má không có nông dữ lắm luôn. Rút lại, rút lại, rút lại rồi là nói. Ông rút lại lời nói rồi. Anh nói là anh cắt đẹp. Đẹp không? Phan, mà trước khi ông rút lời là em nói nè. Cắt xong cắt nó nhỏ nhỏ rồi luôn chùm mấy cái bụi. Coi ơi. Đây là mình cúng của áo vàng. Cậu hai bên Mỹ gửi cho áo vàng cúng ha. Hai treo á chứ. Hồi nhỏ bị má quýnh dữ lắm nè. Đây là dĩa nhau, có gì mình cũng rất ngon, cô chú anh chị. Một dĩa nhau hoành tráng, một mâm linh đình. Dĩa nhau hoành tráng, mâm linh đình. Nhắn mạnh dữ rồi vậy. Linh đình. Linh đình. Dĩa nho hoành tráng, một mâm linh đình. Cái gì? Ủa là cũng sớm rồi. Dĩa nho đâu, nãy thấy rửa nho mà. Nè, nho nè. Dĩa nho hoành tráng luôn. Một mâm linh đình. Hôm nay có 12 anh em, 11 anh em ở Mỹ và một người chị, một người cô ở ra. Anh nấu vàng cũng là có cái là phải có xì tin. Anh nấu vàng cũng là chỉ có nước là chỉ có xì tin. Qua nho thì còn anh Minh anh cũng nước là chỉ có cà phê sữa. Đúng rồi. Sáng nay là anh biết cho nên là anh không mua nước luôn á. Em cũng biết anh không biết anh em biết anh là không muốn mua cà phê sữa nên em mua cà phê sữa luôn đó. Thằng giao cắt cả. Đúng rồi. Được rồi. Mà anh biết là anh biết là mấy anh em là lau mộ gọi luôn đó. Bây giờ anh vô lau nữa à. Em biết là anh lau nữa cho nên em lau. Lau rồi sáng đó. Bước tới mộ chú mới tờ mờ. Nữa tờ mờ nữa, vô ổng làm thơ nữa đó. Bất ngờ 15 mét có bài thơ tờ mờ. Lớn cơm đi tới thấy anh Ngọc. Liếc qua liếc lại thấy chó mèo. Sao mà nhìn qua nhìn lại cũng được chứ sao mà liếc qua nhìn lại sao? À vậy. Em cũng xin kết thúc video này nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Em xin chào. Ý là không nhìn thẳng chỉ liếc hơi thôi. Wow. Oh, oh.